Hello mọi người đã đến với kênh Anh Audio của mình nhé. Cuối tập trước, khi phát hiện ra vật đấu giá là khí linh cửu vĩ tiên hồ nhất tộc, thì trong lòng Tần Trần liền hạ xuống quyết tâm, nhất định không thể để cho khí linh này rơi vào tay người khác. Mà để làm được điều này, thì chỉ có duy nhất một cách, đó là phải thành công đấu giá được khí linh này. Thế nhưng, Tần Trần cũng biết được, dựa vào tài chính hiện có của mình thì rất khó làm được điều này, cho nên hắn định mang một ít bảo vật của đám người diệt thiên thánh chủ đi cầm cố. Nhưng mà nếu làm như vậy, thì rất dễ dẫn đến thân phận của hắn sẽ bị bại lộ, đưa tới càng nhiều phiền phức hơn mà ở một bên thấy từng trần đăm chiêu suy nghĩ như vậy vẻ mặt u thiên tuyết cũng nghiêm túc nói trần nếu cử vĩ thiên hồ nhất tộc là ân nhân của chúng ta vậy chúng ta tuyệt không thể để khí linh này rơi ra bên ngoài không sai thiếu gia trên người lão nô còn có một ít thánh mạch nếu thiếu gia cần thì có thể lấy ra để đấu giá hành thiên nhai nói xong liền từ trên người lấy ra một cái không gian trữ vật từng trần quét mắt bên trong có một thánh mạch thánh chủ trung phẩm còn có không ít thánh mạch thánh chủ hạ phẩm từng trần cẩn thận tính toán một chút mặc dù mình chém chết đám người diệt thiên thánh chủ cửu u thánh chủ mang hoàng thánh chủ, long vương đảo chủ, hơn nữa còn vơ vét tất cả tài phú của ba thế lực đỉnh cấp quảng nguyệt thiên, nhưng ngoại trừ bị mình tu luyện cắn bút, cùng với bố trí trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp để tẩm bổ thánh mạch vạn giới ma thụ cùng tiểu thế giới, thì trung phẩm thánh chủ thánh mạch còn lại cộng thêm thánh mạch hành thiên nhai này, tổng cộng còn lại 7 cái, trong đó ba cái dùng để đấu giá giác long hắc ngọc giáp, cũng chỉ còn lại có bốn cái. Bốn thánh mạch trung phẩm mặc dù không tính là nhiều, nhưng cũng chưa chắc không đấu được. Huống chi thánh chủ hạ phẩm trên người từng trần cũng có không ít. Khí tức cửu vĩ thiên hồ này bản thân đã gần đạt tới thánh chủ trung kỳ đỉnh phong cho nên có rất nhiều người coi trọng bất quá đây dù sao cũng là chí bảo của yêu tộc hơn nữa muốn luyện hóa kiện chí bảo này chỉ sợ còn phải hao phí rất nhiều tài nguyên có lẽ giá trị không sai biệt lắm với bàn long hắc ngọc giáp mới đúng từng trần yên lặng phỏng đoán nếu như vậy mình đích xác có một ít hy vọng có thể đấu giá được đương nhiên cũng không loại trừ có ngoại lệ khác trong lúc tâm tư từng trần biến ảo trên đài cao mộng tiên nhân mỉm cười lại nói tiếp khí linh này là bảo vật của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cho nên chư vị nếu mua được rất có thể sẽ bị địch ý của yêu tộc hơn nữa khí linh này mặc dù có được khí tức của thánh chủ trung kỳ đỉnh phong nhưng lại không có nhiều sức chiến đấu đặc biệt nếu chư vị muốn thông qua luyện hóa chí bảo này để đối địch chỉ sợ sẽ phải thất vọng bất quá cựu vị thiên hồ nhất mạch cường đại nhất chính là mị hoặc chi thuật khí linh này thi triển ra mị hoặc lực thậm chí có thể ảnh hưởng đến cao thủ cấp bậc thánh chủ trung kỳ đỉnh phong cho nên nếu như vị cao thủ nào chuẩn bị bán đấu giá phụ trợ mình không thể nghi ngờ là đã nhận được một trợ thủ cường đại ngẫm lại xem lúc ngươi chiến đấu với cường địch linh khí này ở một bên thi triển mị hoặc thuật ảnh hưởng đến địch nhân đủ để cho phần thắng của ngươi tăng lên rất nhiều nghe mộng tiên nhân khen ngợi trên đài sắc mặt tần trần cực kỳ âm trầm trong lòng chửi bới không ngừng hận không thể xông lên đài phong bế miệng của mộng tiên nhân hắn càng giải thích rõ ràng cử vĩ thiên hồ ngưu bức lát nữa người đấu giá sẽ càng nhiệt tình đây cũng không phải là một tin tức tốt đối với tần trần quả nhiên không ít người dưới đài xì si xào bàn tán lên mặt khác con khí linh này còn có một loại công năng khác đó chính là hóa hình mọi người đều biết hồ tộc chính là chủng tộc mỹ mạo nhất trong yêu tộc các nàng biến hóa thành nữ tử mỗi người đều là nói đến đây mộng tiên nhân lộ ra nụ cười hắc hắc hai tay bóp ra từng đạo pháp quyết lập tức từng đạo phong ấn rơi vào trên thân cửu vĩ tiên hồ này khí linh cửu vĩ tiên hồ này phát ra thanh âm nghẹn ngào thống khổ chợt biến đổi ngay trước mắt mọi người rõ ràng biến thành một tiểu nữ hài mặc quần trắng lo li thuần khiết trên đầu có tay cáo trắng dưới thân còn có đuôi cáo trắng ngoãn bộ dáng khí linh cửu vĩ thiên hồ này mặc dù là bộ dáng bé gái phát triển lại vô cùng thành thục mặt trẻ con lộ ra dáng người uyển chuyển khiến cho người ta mơ tưởng liên miên đặc biệt là bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho rất nhiều nam tử đều xin lòng yêu thương muốn ông ở trong ngực tùy ý đùa bỡn một phen khí linh chí bảo này lại có thể biến ảo thành hình người cửu vị tiên hồ nhất mạch hoàng tộc viễn cổ yêu tộc cũng chưa chắc có thể để tộc này hầu hạ có thể trở thành chủ nhân của khí linh này vậy chẳng phải là sung sướng đến cực điểm sao tiểu cô nương này mặc dù là khí linh diễn hóa nhưng cũng giống người thật đây đã sắp thoát ly phạm trù khí linh trở thành yêu tộc thật sự rồi không biết khí linh như vậy sờ vào cảm giác thế nào đông đảo cường giả phía dưới vừa thấy cửu vĩ thiên hồ lộ ra hình dáng con người đều không giữ được bình tĩnh nhao nhao kêu lên khí linh cửu vĩ thiên hồ đứng ở trên đài cao thân sắc yếu đuối vẻ mặt lại mười phần mỹ thái hơn nữa dáng người dung mạo của nàng cùng tuổi tác tăng thêm một loại cảm giác xinh đẹp trước nay chưa từng có làm cho không ít cường giả nam giới liên tục tru lên nhất là giờ phút này đối phương bị phong ấn kia trói buộc làm cho dáng người đầy đặn càng lộ ra lồi lõm hơn một ít người có tâm tư đặc biệt đã nhìn thấy hoa mắt mà tần trần nhìn thiếu nữ đáng thương này không khỏi thở dài một hơi trong lòng lại càng trầm thấp lần này phiền toái rồi hành thiên nhai vốn là ở một bên nhìn thấy lúc này cũng trừng lớn trong mắt khí linh bộ dáng như thế quả thực so với một đại mỹ nữ nở nang cùng bộ dáng cử vĩ thiên hồ đều muốn dụ hoặc hơn nhiều chư vị cũng đều nhìn thấy còn khí linh này chẳng những có thể trở thành một trợ thủ đắc lực hơn nữa bình thường mang theo bên người cũng mười phần có mặt mũi như vậy tiểu mỹ nữ đi theo xưng hô ngươi là chủ nhân hắc hắc nếu không phải lão phu không giỏi cái miệng này nói không chừng cũng cạnh tranh với chư vị một chút mộng tiên nhân cười hắc hắc được rồi nói nhảm cũng đủ nhiều rồi Cử vị tiên Hồ khí linh giá quy định 10 thánh chủ thánh mạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn một cái, mời chư vị đi. Giá khởi điểm của cử vị Thiên Hồ khí linh, thình linh giống hệt Bàn Long hát Ngọc Giáp, điều này làm cho Tần trần không khỏi nhướng mày, trong lòng trào ra một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, mộng tiên nhân vừa dứt lời, hoàn toàn không có tiếng đấu giá yên tĩnh như Bàn Long hát Ngọc Giáp, phía dưới lập tức vang lên thanh âm đấu giá liên tiếp. Giá quy định 10 đầu thánh chủ thánh mạch hạ phẩm, trong ngắn ngủi 10 hơi thở công phu, đã đột phá đến 30 đầu. Một thánh chủ trung phẩm thánh mạch. Bỗng nhiên một thanh âm rõ ràng từ trong một gian phòng nào đó ở tầng 3 truyền ra để cho tất cả mọi người đều chấn động cao thủ của tầng 3 cũng xuất thủ hơn nữa vừa mở miệng chính là một thánh chủ trung phẩm xem ra cạnh tranh lần này muốn kịch liệt có thể đem tiếng vào tầng 3 phòng đấu giá mỗi cái đều không phải loại bình thường cái này từ thân phận thiên thánh trung kỳ của hành thiên nhai đến đây có thể tiến vào tầng 3, ít nhất cũng là cao thủ cấp bậc thánh chủ trung kỳ đỉnh phong hoặc là nhân vật có bối cảnh lớn sau lưng thậm chí có thể là cường giả đến từ các thương hội khác của thiên giới điều này làm cho phía dưới không ít người nhao nhao nghị luận đại nhân vật tầng ba vừa mở miệng rất nhiều người liền biết chính mình hoàn toàn không có hy vọng nghe có người ra giá một thánh chủ trung phẩm thánh mạch trong lòng Tần trần cũng giật mình tốc độ tăng giá này vượt qua tưởng tượng của hắn hơn nữa từ ngữ khí đối phương mở miệng cùng thanh âm uy nghiêm kia xem ra người này tuyệt đối là một cao thủ đối phương tài đại khí thô trực tiếp ra giá một thánh chủ thánh mạch thiên thánh trung phẩm hiển nhiên là muốn dọa lui những cao thủ kia từng trần thế vậy cũng không thể không ra tay cao giọng nói hai thánh chủ trung phẩm thánh mạch tần trần lập tức tăng lên hai cái mục đích cũng là để dọa lui rất nhiều người mà hắn vừa nói xong quả nhiên đã dẫn đến náo động kịch liệt hai thánh chủ trung phẩm thánh mạch trực tiếp tăng lên một cái trời cái giá này cũng quá ác đi là người trẻ tuổi trước đó lấy được bàn long hắc ngọc giáp không ngờ lại ra tay sau khi thanh âm của tần trần từ trong phòng vang lên thiếu nữ cử vĩ thiên hồ vẫn đứng trên đài cao lộ ra thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên nhìn về phía phòng của tần trần nàng cảm nhận được âm thanh này chính là từ gian phòng mà trước đó nàng vô cùng quen thuộc khí tức trước đó mặc dù thập phần mịt mờ nhưng nàng thân là khí linh cửu vĩ thiên hồ tộc tự nhiên mẫn cảm quen thuộc khí tức kia lại có chút giống khí tức của chủ nhân trước kia là chủ nhân của nàng ở đây sao? khóe mắt của thiếu nữ cửu vĩ thiên hồ nước mắt rơi xuống nàng biết rõ chủ nhân kiếp trước của mình có lẽ đã không còn ở trên đời này thiếu nữ cửu vĩ thiên hồ ngơ ngác nhìn phòng khách điềm đạm đáng yêu mà điều bộ này càng chọc tới vô số nam nhân điên cuồng mà tầng trần một hơi tăng giá từ một thánh mạch trung phẩm thánh chủ đến hai cái giống như người mua lúc trước chính là vì dọa lui người mua tiềm tàng trong phòng tầng ba kia một nam tử thân hình gầy gò khô ráo chừng 40 tuổi không khỏi nhíu mày thân niệm ầm vang quét tới phòng của tầng trần phía dưới trong những phòng này mặc dù đều có cấm chế ngăn cách thân niệm nhưng bởi vì là lâm thời bố trí đương nhiên sẽ không có cấm chế quá cường đại thần thức của nam tử gầy gò kia lập tức đem cấm chế đột phá trực tiếp áp trên thân ba người tầng trần hành thiên nhai thế thế thì lập tức hư lạnh một tiếng ngẩng đầu trong đôi mắt bắn ra lãnh mang một cổ thần niệm cường đại thổi quét ra ngoài hai cổ thần niệm va chạm lập tức bộc phát ra tiếng nổ vang vô hình thần niệm lực của hành thiên nhai vậy mà không cách nào ngăn cản thần niệm của đối phương lực lượng của đối phương bức bách khí tức thần niệm của hành thiên nhai rơi vào trên người tần trần cùng u thiên tuyết tần trần hừ lạnh một tiếng linh hồn lực xoay chuyển liền bình yên vô sự thánh chủ hậu kỳ trong lòng tần trần trầm xuống lúc trước cổ thần niệm kia vô cùng đáng sợ mang theo từng tia từng tia lực lượng âm lãnh thậm chí áp đảo trên hành thiên nhai đúng là một cao thủ thánh chủ hậu kỳ không đúng cổ lực lượng thần niệm này tự hồ có chỗ khiếm khuyết người này tự hồ cũng không phải là thánh chủ hậu kỳ hình như có chỗ không trọn vẹn trong lúc nhất thời tần trần cũng không đoán được bởi vì thần niệm của đối phương tự hồ bị trọng thương truyền đến khí tức rõ ràng là cao thủ thánh chủ hậu kỳ nhưng lại không đáng sợ như tân trần tưởng tượng đương nhiên so với hành thiên nhai vẫn phải đáng sợ hơn không ít để cho hắn có chút nghi hoặc trên đài cao mộng tiên nhân thân là chủ trì đấu giá đương nhiên không thể để mặc cho cường giả ức hiếp kẻ yếu mà mặc kệ gặp tình hình này ánh mắt lạnh lẽo lớn tiếng quát hạ hầu tôn dừng tay thanh âm vừa rơi xuống một luồng thần niệm đáng sợ cuốn tới trực tiếp chấn lui thần niệm của người kia hắn một miệng gọi phá danh tính của nam tử gầy gò kia hiển nhiên đã sớm biết thân phận của đối phương mà hạ hầu tôn kia nghe vậy thì khẽ cười nói phó thành chủ đại nhân không cần khẩn trương tại hạ có làm gì đâu chỉ là nhìn bọn họ một chút mà thôi mộng tiên nhân ánh mắt lạnh lẽo lạnh lùng nói hạ hầu tôn ngươi cũng từng là nhân vật thánh chủ hậu kỳ ta mặc kệ ngươi ở nam thiên giới kiêu ngạo cỡ nào nhưng nơi này là đông quan thành nếu các hạ tiếp tục kiêu ngạo ở đông quan thành ta đừng trách lão phu không khách khí đuổi các hạ ra ngoài các hạ cũng là khách quý của đông quan thành ta hẳn phải biết quy củ đấu giá hội mộng tiên nhân đại nhân quá không nể mặt rồi người tên hạ hầu tôn này hừ lạnh một tiếng thanh âm tựa hồ có chút không vui mặt mũi các hạ có mặt mũi gì người phá hư quy củ của phòng đấu giá ta chính là không nể mặt lão phu làm sao còn muốn lão phu tôn kính ngươi chỉ một lần này nếu còn có lần sau thì đừng trách lão phu không nể mặt mộng tiên nhân hừ lạnh một tiếng trong phòng tầng ba kia lại lần nữa truyền ra tiếng hừ lạnh nhưng ngữ khí mặc dù không vui cũng không nói gì nữa hạ hầu tôn chẳng lẽ người này là quỷ trận đại sư hạ hầu tôn ở nam thiên giới không thể tưởng được hắn vậy mà cũng ở đông quan thành ta quỷ trận thánh chủ lại là hắn nghe đồn người này từng là cao thủ thánh chủ hậu kỳ tại nam thiên giới có uy danh hiển hách đáng tiếc vì đột phá hậu kỳ thánh chủ lại âm thầm tàn sát mấy thế lực lớn cướp đoạt thánh mạch đỉnh cấp trong mấy thế lực lớn bị rất nhiều thế lực của nam thiên giới điên cuồng đuổi giết ai mà biết người này không biết thu liễm ngược lại âm thầm bày ra quỷ trận thiếu chút nữa đem không ít thế lực đỉnh cấp ở nam thiên giới lừa giết ở bên trong về sau còn là gia các thế gia của nam thiên giới ra tay lấy vận mệnh thuật đánh bại quỷ trận của người này mới khiến hắn trọng thương trận chiến đó đại sư quỷ trận này vừa đột phá hậu kỳ thánh chủ đã bị người của gia các thế gia đánh bị thương chật vật bỏ chạy cuối cùng dẫn tới tu vi vừa đột phá giảm sút nghe nói bị thương tới căn nguyên ở nam thiên giới không sống được nữa lúc này mới đến đông thiên giới ta người này mặc dù cảnh giới giảm xuống nhưng kết hợp với quỷ trận cho dù là thánh chủ hậu kỳ bình thường cũng không dám liều mạng với hắn quỷ trận đại sư cảnh giới rơi xuống là cao thủ đỉnh cấp của nam thiên giới sao nghe bàn tán bốn phía từng trần như có điều suy nghĩ khó trách thần thức người này rõ ràng vượt xa thánh chủ trung kỳ đỉnh phong như hành thiên nhai nhưng làm cho người ta có cảm giác khí tức lại không lớn thì ra là thế bất quá những người khác sợ thân phận quỷ trận đại sư của người này từng trần ngược lại cũng không để ý luận trận pháp hắn cũng không yếu hơn nữa trong cơ thể hắn còn có bộ thiên cung truyền thừa đó chính là trận pháp truyền thừa lão tổ tông trên đài cao mộng tiên nhân thản nhiên nói đấu giá tiếp tục vị bằng hữu này đã ra giá hai thánh chủ trung phẩm đỉnh phong thánh mạch còn ai ra giá cao hơn không câu này của mộng tiên nhân hỏi xong quỷ trận đại sư hạ hầu tôn còn chưa mở miệng nói chuyện trong một gian phòng tiếp cận hắn ở tầng 3, bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười to thanh thúy bản công tử ra giá ba thánh chủ trung phẩm thánh mạch tiếng cười kia vô cùng kiêu ngạo phản phất như hoàn toàn không để người vào trong mắt làm cho người ta có loại cảm giác vô cùng cuồng ngạo sắc mặt hạ hầu tôn lạnh lẽo hư lạnh một tiếng hôm nay xảy ra chuyện gì vậy nghe được tên tuổi của mình còn chó con mèo gì đó cũng dám khiêu chiến với mình mộng tiên nhân cảnh cáo bản thân hắn liền nhịn nhưng hiện tại tên tuổi của hắn cũng đã nói ra lại còn có người dám chặn đường muốn chết sao các hạ là người phương nào cũng dám tranh đoạt với bổn tọa hạ hầu tôn hừ lạnh một tiếng sao vậy hạ hầu lão đầu chẳng lẽ ngươi đã ra giá rồi thì chúng ta không thể đấu giá được sao người khác sợ ngươi bản công tử lại sợ ngươi sao bản công tử lưu hỏa bảo mộ hỏa ngươi có thể bắt ta làm sao thanh âm cùng vọng này cười lạnh nói trong đó ẩn chứa kiêu ngạo chi ý làm cho người ta thập phần khó chịu cảm thấy vô cùng đáng ghét chỉ là cái danh này vừa ra trên tràng lập tức lại truyền đến một trận xôn xao lưu hỏa bảo chẳng lẽ là lưu hỏa bảo trong hư không triều tịch hải mà mộ hỏa công tử đó là con trai của bảo chủ lưu hỏa bảo à nghe đồn lưu hỏa bảo chủ có 7 đứa con trai mỗi một đứa con trai đều cực kỳ bất phàm mộ hỏa công tử này chính là người nổi bật trong đó một thân tu vi đã đạt đến cảnh giới trung kỳ thánh chủ là thiên kiêu trẻ tuổi nổi danh trong hư không triều tịch hải mộ hỏa công tử này chỉ là nhân vật thánh chủ trung kỳ sợ là còn không dám khiêu chiến với quỷ trận thánh chủ lợi hại hơn vẫn là bảo chủ lưu hỏa bảo nghe đồn người này dựa vào sức mình trong 10 vạn năm ở trong hư không triều tịch hải tạo ra một thực lực đỉnh cấp nghe đồn lưu hỏa bảo chủ kia mấy vạn năm trước đã đột phá cảnh giới thánh chủ hậu kỳ hiện tại chỉ sợ đã tiếp cận cảnh giới thánh chủ hậu kỳ đỉnh phong nhân vật bực này chính là một phương bá chủ khó trách mộ hỏa công tử một chút nào cũng không sợ quỷ trận thánh chủ hừ thế lực được xây dựng ở trong hư không triều tịch hải mỗi người đều là nhân vật liếm máu trên lưỡi đao nào biết sợ hãi là gì hơn nữa mộ hỏa công tử này là một trong những thiếu bảo chủ của lưu hỏa bảo ra ngoài bên cạnh tất nhiên có cao thủ đương nhiên không sợ gì không ngờ khí linh cửu vĩ thiên hồ nhất tộc lại làm nổ ra hai đại nhân vật này nhân vật như vậy bất luận là ở nơi nào đều là người nghịch thiên việc không phải bọn họ những người thường này có thể đắc tội. Hóa ra là thiếu bảo chủ của Lưu Hỏa Bảo. Hừ, ỷ vào uy thế của phụ thân mà kêu gào ở đây, lão phu còn tưởng ai, cho dù phụ thân ngươi nhìn thấy ta cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Hạ Hầu Tôn hừ lạnh nói. Hạ Hầu lão nhân, đây chính là ngươi giác vàng lên mặt mình sao? Quỷ trận thánh chủ ngươi đích xác rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là một thánh chủ trung kỳ đỉnh phong mà thôi, như chó nhà có tan bị đuổi ra khỏi nam thiên giới, cũng xứng đánh đồng với phụ thân ta. Nếu không phải phụ thân ta lần này chưa từng tới Đông quan Thành, giờ tay liền diệt ngươi, cũng cho ngươi biết một chút lợi hại của lưu hỏa bảo ta mộ hỏa công tử cười nhạo nói hư không triều tịch hải này cũng không phải là nam thiên giới ngươi bản công tử khuyên ngươi nên khiêm tốn một chút rêu rao quá đó là phải chết đấy hắn một bên khuyên người khác khiêm tốn chính mình lại vô cùng phách lối cực kỳ kiêu ngạo trong lúc nhất thời sắc mặt hạ hầu tôn trở nên âm trầm hàng ý tỏa ra ha ha bản công tử đã ra giá ba thánh mạch trung phẩm thánh chủ còn có ai cao hơn không nếu không có thi khí linh này liền thuộc về sở hữu của bản công tử mộ hỏa công tử kia cười ha ha nói tùy tiện kiêu ngạo trong phòng kia một lão giả châu mày nhẹ giọng nói thiếu bảo chủ ba thánh mạch trung phẩm thánh chủ mua một cái khí linh cửu vĩ thiên hồ còn đắc tội quỷ trận thánh chủ này không hợp tính a ngài tu luyện cũng không phải là mị hoặc chi thuật cũng chưa từng tu luyện bí thuật yêu tộc mua về làm gì việc này nếu để cho bảo chủ đại nhân biết được chỉ sợ người biết cái gì đối diện lão giả một công tử tướng mạo tuấn tú môi hồng răng trắng ăn mặc tiêu sái cười nhạt nói bổn công tử quả thật không tu luyện công pháp mỹ thuật cũng không tu luyện lực lượng yêu tộc nhưng ta nghe nói cửu vĩ tiên hồ này chính là một trong những chủng tộc xinh đẹp nhất yêu tộc. Lúc viễn cổ, vị đại năng nào không muốn có mỹ nhân như vậy bầu bạn bên người, bản công tử chính là thiếu bảo chủ của Lưu Hỏa Bảo, nếu có thể mua được khí linh này, hảo hảo đùa nghịch một phen, thành danh hư không triều tịch hải này chỉ sợ cũng triệt để đánh ra ngoài. Hắc hắc, về phần phụ thân nơi đó, cùng lắm thì bản công tử chơi đùa, đưa hắn chơi một chút là được. Lão giả nghe vậy, thở dài lắc đầu, lại không nhiều lời, chỉ cười khổ không thôi. Hắn biết vị công tử này của nhà mình yêu thích nữ sắc đặc biệt là hình tượng lo li trẻ tuổi của khí linh kia đương nhiên phi thường phù hợp khẩu vị của công tử chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới công tử trở về lại là phụ tử cùng chơi đùa khẩu vị như vậy không khỏi cũng quá nặng rồi bốn cái thánh mạch thánh chủ trung phẩm đúng lúc này tần trần lạnh lùng mở miệng hắn tự nhiên không thể để cho khí linh cửu vị thiên hồ này rơi vào trong tay người khác chỉ là bốn đầu thánh mạch thánh chủ trung phẩm đã là cực hạn của hắn giá cả có cao hơn nữa hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp cầm cố một ít bảo vật tiểu tử ngươi muốn chết tần trần vừa dứt lời thanh niên ăn mặc kiểu công tử kia liền hoắc mắt đứng dậy quát lớn đồ bản công tử vừa ý ngươi cũng dám cướp muốn đối nghịch với lưu hỏa bảo ta sao bản công tử ra năm thánh chủ trung phẩm thánh mạch tràn đấu trong nháy mắt xôn xao cái này đã tăng đến năm thánh chủ trung phẩm thánh mạch rồi sao sắc mặt từng trần cũng biến đổi giá tiền này đã vượt qua cực hạn của hắn lưu hỏa bảo thì thế nào một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cũng ở đây giả bộ lớn đầu nếu lão tử ngươi ở đây bản tọa nói không chừng còn có thể bán cho hắn một chút mặt mũi khí linh này cũng nhường cho hắn về phần ngươi thì là cái thái gì hừ ta ra giá năm thánh chủ trung phẩm thánh mạch cộng thêm 20 thánh chủ hạ phẩm thánh mạch trong phòng bên cạnh quỷ trận thánh chủ cười lạnh một tiếng lại lần nữa ra giá đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha